Hi, hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Thanh Nhã Vlog. Ô lộn, Thanh Nhã TV. Vlog V, nghe tao nói thôi hả không? Không biết chào gì chưa? Lẹo lử nói lộn là lụm lệ liền. Dữ vậy? Mà nhưng mà hơi nắng hơi trái nha. Không, sáng đẹp lắm. Thì bây giờ anh em mình, hiện tại anh em mình đang ở ngoài công viên mọi người nè. Quay đằng sau cho mọi người xem. Quay sơ cái là biết ngoài sau cái gì. Vỏ hoa lớn nhất Việt Nam á mọi người. Ngoài sau là cái vỏ hoa lớn nhất Việt Nam. Thì Việt Nam đúng không ba? Lớn nhất xe đét. Mày hãy nguyên sao ba tinh hình có có cái vỏ quà nào nè, có đi hết sao ba tinh hình chưa? Chưa mà không có, nếu có người ta đăng lên là cái vỏ quà là lớn xe đét nghe. Ủa gì thành phố trong cái đâu nói tào lao thôi, nói chung là bỏ chuyện này qua đi, mình không biết. Thì mình nghe phong phanh thì nó lớn nhất Việt Nam thôi, mình cũng không biết rõ sự thật. Thì bây giờ trở lại vấn đề ngày hôm nay, mình đây là Hân, Danh với Sang với Dẹo rồi cầm máy quay đó mọi người. Này là người yêu mình, thiếu một cái nhân vật đó thì mọi người cũng biết là hôm nay anh em mình làm clip cho nên là cho nay rồi đúng không? Thì bây giờ mọi người xem cái tiêu đề với lại cái ảnh rồi mọi người cũng đoán ra sơ sơ cái gì, thì ok mình sẽ thực hiện cái màn chon thằng toàn nha mọi người. Mình sẽ gài nó vô một cái thế gọi là không thể chống cự được luôn mọi người, coi cái phản ứng của nó như thế nào nha. Chống cự bụng bự không? Bụng bự luôn á. Chống cự là giọng ngoài bụng bự luôn á. Để mọi người cùng mình xem cái phản ứng của thằng Toàn coi nó có mà nó có gọi là nó gì ta, cao trào rồi tức giận hay như thế nào đó, nó có giải thích được cái vấn đề này không? Không, anh nghĩ là như hồi nãy giờ mình có đã nói với nhau là anh thấy cái thế đó là bí rồi. Đi thấy bí luôn không? Thế đó nếu như anh nghĩ luôn anh không làm YouTube nữa. Cậu chế bí luôn. Nhà nó cậu chế bí mà. Ok, bây giờ anh em mình sẽ thực hiện cái màn cho này cho mọi người xem nha mọi người. Let's go. Ok mọi người, thì ngồi đẳng hiện nắng quá chịu không nổi mọi người. Thì vô trong cái công viên này nha mọi người, thì nó vắng vẻ xíu nè, nó hợp lý hơn là cái tình huống mà mình sắp đưa ra nha. Bây giờ Hân sẽ ngồi đây. Sang nè, hồi mày đi rước Toàn á. Rước nó lại đây. Xong rồi mày nói là ngồi đây chơi với Hân xíu đi rồi mấy anh tao lại, mấy anh tao quay clip trò chơi. Chuẩn bị chơi rồi chơi trứng tìm gì ở đây đó. Thì mình cứ nói mày đặt biện lý do làm sao cho nó ngồi ở đây hiểu không? Rồi hồi giờ tụi tao lại nói khỏi cháu cãi à. Ok. Rồi vậy đi. Còn Dẹo nãy anh mà có gì xin lỗi. À xin lỗi anh Dẹo. Sợ anh chơi. Ok giờ Hân ngồi đây đi. Hân ngồi đây nè. Đi bà. Cái này ẩu gì trời. À trời đó là kèo lão đó bà. Là kèo này là nấu mắt luôn, nó không ẩu nữa. Rồi bây giờ xong giờ Danh chở anh Dẹo lại cái lùm cây nè. Có cho là cho em lên chiếc hiền luôn. Lên chiếc hiền á. Ờ mày chui đó mày ngồi mày núp được không? Được. Công an bắt mày á. Có đâu, công an có thấy ai đâu. Xin lỗi. Rồi rồi xin lỗi. Xin lỗi clip. Rồi vậy đi. Vậy đi cho anh Dẹo nó chui lên chiếc hiền nó núp nó quay lén ra đây nha mọi người, rồi Sang đùi lại thì thực hiện màn cho nha. Ok mọi người. Sang nó chở anh Toàn lại nè mọi người. Lấy rồi dâm hết cỡ rồi. Đi. Ok mọi người, giờ hai anh em sẽ lại chỗ nhà nha mọi người, để thực hiện cho này ok lắm. Ok mọi người, bây giờ hai anh em mình đã gặp nhau mọi người, bây giờ là chỉ cần việc đi đánh ghen thôi. Không biết quýnh lộn không? Gì? Không biết quýnh lộn không? Là giọng vô mặt luôn hả? Là giọng cạch cạch luôn. Khùng gì ba? Khơi giọng vô mặt nhớ. Ok mọi người, bây giờ là nói chung là sắp xếp xong hết trơn rồi đó, hoàn thiện hoàn hảo rồi đó mọi người. Giờ chỉ cái việc lại là lâm. Giờ không biết, giờ mình coi nó chối cái đường nào. Chối rồi. Anh ấy gọi thằng này. Dê lại chơi. Hết chối rồi, đi. Quay hẳn luôn. Không quay hẳn. Bây giờ Dẹo cầm cái máy quay giả bộ như mày đang không quay đúng không? Cầm dưới xuống dưới vậy nè, cầm lơ lơ xuống dưới vậy nè. Rồi xong rồi hồi giả bộ tao kêu mày bấm lên rồi mày hãy quay hiểu không? Thấy chưa? Lên nha. Nha. Kìa. Nó kìa. Nó ăn gì kìa? Khó, chết mẹ mày rồi con. Tôi làm gì kìa? Ủa gì vậy? Mẹ đây chơi nè ba. Chơi gì vậy? Ủa mày làm gì vậy? Chơi chỗ kỹ thuật vậy? Ủa gì vậy? Làm cái gì đây vậy? Chơi nè. Chơi gì? Chơi gì? Ủa làm gì em ngồi đây vậy? Mẹ đây đi chơi nè. Anh Toàn kêu em ra nói chuyện. Ủa nói chuyện gì? Kim đi ra đây nè.
Mày nói chuyện gì với ghệ tao ở công viên vậy? Anh kêu em trai. Khủng gì vậy? Tao thằng Sang nó kêu nó chở cái tao qua đây, nó rước tao chở tao qua đây mà mày nói. Mày bấm cái máy quay nó lên luôn đi. Mày bấm máy quay lên luôn đi. Mày bấm lên luôn đi. Mở chưa? Mở máy quay chưa? Là sao khốn? Mày mới là sao á? Tao hỏi mày làm sao á? Tao hỏi mày mới là sao á? Bồ nhã. Bồ mày bấm chờ đây tao thôi. Bồ nhã vô liên quan gì tao? Khùng gì vậy? Mày rủ ra nói chuyện đi, nói chuyện gì ở đây? Em biết đâu. Rồi mày lấy mày quay nè, mày lấy mày quay nè. Đây nha, đây nha, đây nha các bạn. Mình bắt gặp quả tang rõ ràng nha. Khùng gì á? Nó ngồi ở công viên với ghệ mình. Em nói cho rõ coi. Sao? Ông Toàn kêu em ra đây nói chuyện gì nè? Em biết đâu chạy ra. Anh Toàn kêu em ra đây, hiện ra đây. Em tưởng nó có anh ngoài này. Cái gì? Nè, bộ mặt nha mọi người. Đó, bộ mặt thật. Khùng gì vậy? Hồi nãy là tụi mình là rủ nhau. Gì vậy? Ủa gì vậy? Ra đây quay clip trò chơi. Mày sao quá. Nè để tao nói cho mày nghe. Tự nhiên ra. Để tao nói cho mày nghe. Rồi, hồi nãy cho nó nói chuyện đi. Mày nói đi. Hồi nãy ăn sen đúng không? Tao điện thoại nó kêu nó rước, tao mới đi cấp cứu về tao mới kêu nó rước. Rồi sao nữa? Rước xong cái nó chạy ra đây cái chở tao nhìn hắn thấy con hằng ở đây. Rồi, xong chưa? Để tao. Hay tao chưa nói hết. Rồi mày nói đi. Thấy tao thấy hằng ở đây. Rồi nó kêu tao á, anh ngồi đây đi. Để em chạy đi lấy đồ cái. Rồi mày nói xong chưa? Rồi. Xong rồi đó. Mày nói xong rồi phải không? Tao đính chính với mày biết là hồi sáng giờ thằng Sang nó đi với tao. Nó không có đi đâu hết. Xạo chó, xạo chó. Nó mới cái đập, nó ngoài công viên, nó chạy từ trong nhà chạy ra đây với tao, ngoài công viên nó mới quẹo về nhà đó. Nó chạy ra đây mới cái đập rồi ba, nó chở tao nè ba. Có sao? Đâu, ông Sang nào anh rủ em chạy ra đây mà anh nói vậy? Bà, không biết khùng gì hả? Khùng gì hả? Anh rủ em ra đây mà. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi trời ơi, trả tôi trời ơi. Mình luôn con này nó bị khùng gì á. Nó đây sáng chở tao ra đây có 1000 luôn mày nói gì vậy trời. Không có thằng Sang á. Ai rủ người đây. Đừng nói lại, đừng nói chuyện này. Phan, đừng nói chuyện cho đàng hoàng nha. Mày đừng thao túng tâm lý người ta. Ông Toàn rủ em ra đây làm gì còn Sang nào trở lại. Mày bậy bè tao nha, mày đừng có làm thái độ đó. Mày khùng gì á. Mà mày sao mày nói vậy? Ông Toàn rủ em ra đây không có Sang. Ghế bạn mà sao. Không có Sang nào trở lại, có ai Sang nào đâu ngồi đây nãy giờ. Bây giờ nè. Cưng nói hẳn cho nói rõ cho nó biết đi. Nãy giờ nó nói gì ngồi đây nói chuyện gì cưng nói cho nhã nghe. Thì hẹn em 12 giờ đi đâu tùm lum chân. 12 giờ gì? 12 giờ đêm đi đâu? Cái gì vậy? 12 giờ đêm mày hẹn ghẻ đi đâu? Cái gì vậy? Hả? Nhảo giờ. Thôi đi. Rồi. Không có, khùng gì vậy? Rồi em nói đừng có cho nhã biết nha. Khùng gì vậy? Cái này chắc lụi nó một cái cho nó giờ. Rồi, thôi đi bên em mà. Hồi nãy tao nghe ngồi ở đây nè đúng không? Nhà mày như vậy không được. Mày để cho tao nói, mấy mày nói sao không vậy để cho tao nói. Nãy tao đang ngồi ở đây nè. Cái gì nó mày thích cái gì ở đây nữa? Cái xe kia tao ngồi ở đây đi. Không gì hết. Rồi tao ngồi xích lại đây, tao nói chuyện với nó, tao bấm điện thoại này kia, tao mới dịp điện thoại vô là mới chạy lại á. Tao không cần nghe mày vậy hết. Bây giờ con Hăng nó nói á, là mày kêu ra đây, ngồi nói chuyện với nó, đúng không? Ừ, luôn rồi đúng không? Thì bây giờ nè, nó nói là 12 giờ đêm mày rủ đi đâu hả? 12 giờ đêm rủ đi đâu? Mày rủ đi đâu 12 giờ đêm? Ông nói chuyện ghê lắm. Nói chuyện gì ghê? Dâm tặc lắm. Đây, cưng nói chuyện vô đàng hoàng nha Hăng. Tao còn kiềm chế. Tao không muốn nói. Nói chuyện đàng hoàng anh em trong nhà. Mày không biết nghe tao giúp như vậy? Tao còn kìm chế đó. Anh nói là 12 giờ đêm á, đi ra đây với ảnh đi rồi. Để tao điện thằng Sang. Đừng có cho thôi điện, mày đừng có mày cho nó điện thoại máy, cho điện thoại máy thằng Sang nãy giờ đi với mình. Không có lý do gì hết trơn á. Để tao điện thằng Sang mày. Nó chở tao ra tao điện nó chứ mày liên quan gì mày cho mày nghe. Rồi bây giờ tao cho mày giải thích một lần nữa, mày giải thích đi. Để tao điện Sang cho mày nghe. Mày giải thích luôn nữa. Bây giờ tao nóng rồi đó. Mày bị khùng hả? Tưởng tao làm như vậy hả nhã? Còn tao còn bình tĩnh được, nghe tao còn can được. Hồi tao khùng rồi tao đập mày luôn á. Tự nhiên đập tao. Mày ẩu đang chơi đúng không? Đúng không? Tất cả các bạn, thấy không? Đây là cái bộ mặt. Mày bị khùng như vậy mày quay gì á? Người ta mà bạn rủ đi ra đây công viên ngồi tâm sự rồi rủ người ta 12 giờ đêm là ẩu lắm, ẩu rồi không có đường nào tao binh nổi mày đâu. Không lẽ mày không tin tao? Đèo tin. Đéo. Mày nghĩ sao tao tin mày? Con nhỏ này mày ngồi chuyện ghê lắm. Mày ngồi với ghế của em tao rồi. Để điện Sang cho Sang nói chuyện với mày. Cho nó điện đi, Rồi mày tao cho thời gian lớn sao cứ nói chuyện kỳ cục vậy? Ông rủ em đi, mày khỏi cần nói ghệ tao gì nữa trơn. 12 giờ đêm rủ em đi á, đừng có nói cho anh biết đi lén ha. Đừng có cho. Cứ cho chịu đi không? Không. Tao nói tao không có nói nha. Thôi anh bình tĩnh. Nè, alo. Alo. Mày đến đâu hả? Nè hồi nãy mày nói là mày chở tao lại đây đi quay trò chơi đúng không? Dạ tao hỏi mày nè là từ sáng giờ mày đi với ai? Sáng giờ tao đi với mày với ai tao có biết gì đâu. Rồi tao mày im thôi, tao nói chuyện với nó. Tao chỉ cần biết như đó thôi. Mà mới đây nè Sang, mới đây nè Sang. Tao chối tao không có nha, đừng. Mày chối đi. Không có mà chạy. Mày chối đi. Mày không có tội mà mày chạy chi vậy?
Mày không nghe tao giết, mày nấu đến sao sao được. Mày chở ghệ người ta ra đây, mày nói chuyện, tâm sự, mày ngủ này kia, giết hết gì nữa. Bây giờ nè, cưng nói rõ, cưng đừng có nói như vậy nữa, đừng nói dối nữa. Nói với em là 12 giờ đi. Rồi bây giờ nè, ngoài công viên, tao không muốn sùm, ngồi xuống đi nói chuyện. Nhã cưng phải bình tĩnh, nó em bình tĩnh lắm nha. Tao không có làm gì đâu mà anh em trong nhà. Còn tao kiềm chế được nha. Tao không nên làm mày mệt đó. Rồi anh em bình tĩnh nè, ngồi xuống rồi nói chuyện lại nè. Xuống đi, ngồi xuống. Rồi cái lý do của mày nói đi. Thì hồi nãy tôi nói gọi thì kêu tin mới đi xe về, rồi tôi kêu sang rước tao chứ nó chở ra đây, nó mày máy bay đi ra đây máy bay quay clip. Rồi tao hỏi Hằng sao ngồi mình, nó nói ngồi kia vậy, ngồi ở đây với Hằng nói chuyện với Hằng đi, rồi nó đi mua đồ cái. Rồi đúng là tao định ra đây kiếm clip trò chơi quay. Ờ thì đó. Trốn đồ đây. Đúng rồi. Rồi. Nhưng mà tao đi vòng vòng tao đang kiếm thì tao vô tình tao thấy em nói rồi nãy giờ toàn nó sự việc mày im mày hết không mày im không mày hết không mày nói đàng hoàng mày đó ra, mày người sai hoàn toàn rồi đó toàn. Hồi nãy anh tự nhiên anh điện thoại em xong cái anh rủ em đi ra đây nè, cái xong cái anh ngồi đây cái anh nói chuyện ghê lắm kìa, cái anh rủ 12 giờ đêm đi ra đây với anh cũng vậy á. Không có chuyện gì đi không mình đánh nhẽ. Con người mày tao sống nói gì tục vậy? Tao không nói gì. Tao nói chuyện mà chuyện nó nói vậy rồi. Bây giờ cứ nói chuyện cho đàng hoàng đi, cứ đừng nói vậy mất anh em không? Thiệt, anh nói thì nói vậy em nói rồi nhưng nhã nghe vậy. Người đang làm sao hề đó. Anh nói 12 giờ đêm đi đừng có cho nhã biết nha, để anh chạy vô anh rước. Tao mới quay đi nghỉ xong rồi mấy chuyện này mày quay vậy. Tao phải quay khúc này lên. Tất cả mọi người biết cái bộ mặt của mày. Bộ mặt tao có gì đâu mà thiệt. Cái bộ mặt của mày nó thời đó tới giờ tao chưa bao giờ thấy luôn. Tao sống hề. Đâu tao sống 18-20 năm trên cuộc đời tao chưa từng thấy cái thằng nào mà đi rủ ghệ bạn 12 giờ đêm đi làm cái chuyện ấy. Đã nói tao không có đi rủ. Anh nóng không? Anh còn bình tĩnh được nè. Nóng không? Giải thích cho mày nghe nếu nóng, rồi. Em nóng. Mà để anh nghe hết đi. Không có gì hết luôn, em nóng nè, đang nóng nè. Nóng lên luôn. Được nóng. Tao đang kiềm chế được á. Nóng luôn. Mày không lẽ mày không tin tao? Vậy mày muốn sao? Không kiềm chế tao không biết đó. Tao không có làm má vậy là mồm hả đi mà hai hai đêm sao tao không hai đêm mà hai hai giờ đêm không hai giờ đêm mà hai sao hai giờ đêm hay gì làm nha. Ủa mày không làm mày chạy là mày chạy ý gì má bộ tao kêu tao mày lớn mà chơi mấy cái trò kỳ cục vậy tao lớn tao không có mày biết nhận thức nào ghệ bồ ghệ bạn không tao biết ghệ nhã tao đi chơi làm gì hai năm giờ trả lời hay gì trả lời không ở đây nói chuyện cho mày trả lời hay gì mày sợ gì mày trốn chết tao phải ăn cái đầu cái gì bể đầu giờ. Tao nói thiệt tao không có làm chuyện đó đâu. Thôi anh làm thì anh nhận đi em Tàu ơi. Nãy anh nói em vậy. Bị bạ nha hơn. Anh nói em vậy thì em nói lại mọi người nghe vậy thôi. Má nóng thiệt chứ. Má nữa. Mày đi ra đây. Nhau mày bước ra đây một cái tao cho mày ăn sức khỏi thế giới liền nha. Mày đi nóng gì kia tao bước ra. Ủa chứ ghệ. Trả lời vậy chứ ghệ người ta mày rủ ra đây mày ngồi tâm sự mày chối hả? Mày trả cho em với tao hay gì? Thôi sáng lại cả, sáng lại cả. Tao mày cho mày một cơ hội để mày nói chuyện nha. Bỏ nhã. Má kiềm chế không được luôn mọi người, kiềm chế không được. Ê, mình mà kiềm chế này không được mình cười chết ỉa luôn. Ê, nãy giờ mình kiềm chế nhưng thôi mình cười xỉu luôn rồi. Chạy tốt lắm rồi. Chạy tiêu luôn. Chạy chạy lắm cứt nó đi chạy. Rồi cứt nó đi ấy. Chạy cứt đi. Mày đi kêu gọi sáng cho ghệ tôi hả? Ừ. Tiếng cái ông đi coi. Ê, đó mày ổng hay gì? Với tao luôn. Để đi nè. Mày ổng hay gì? Chạy đi. Chạy đi sát nè. Nhìn từ gực nó phóng xe. Mày lại đây mày giải hết rõ ràng đi, mày đừng có chạy nữa. Cho nó thiệt. Ôi dù vậy, không tin phải có xe nè. Tin nè, tin nè. Tin nè. Mày tin đâu? Hả? Tin đâu? Trở lại nói chuyện này hoàng đi. Hồ đồ quá, đừng hồ đồ. Tao lấy gì vậy? Chuyện gì vậy? Mày lại mày nói chuyện coi gàng coi. Rồi mày lại mày nói con sang đây luôn nè. Vũ vậy? Mày sáng giờ mày đi với tao đúng không? Ừ. Thôi tao hỏi. Rồi tại sao tao hỏi? Hồi nãy mày lên mày rước tao đi đi cho mấy đứa xem cứu vậy. Đó. Rồi, anh rước anh xuống đây nè. Mày sáng giờ mày có đi với tao không? Đi chung không. Tao. Sáng giờ mày đi với tao. Ờ. Rồi mày có rước tao không? Có. Là gì? Mày rước tao chi? Rước xuống đây ngồi cái đó. Rước xuống đây chi vậy? Ngồi cái ăn khăn. Để làm gì? Để
Quay quay clip. Quay clip gì vậy? Clip trò chơi. Trò chơi. Chơi, chơi ai? Là sao là mèo. Hồi nãy giờ mày có đi rước tao đúng không? Ờ. Đó, mày nghe không? Vậy. Nó đi rước tao. Thì rước ổng cái xong lại em ngồi nói chuyện với em mới ghê lắm. Ừ. Là rồi con nhỏ này được lại mát nha. Rút cuộc là thằng Sang nó có chở anh Tàu lại đây đúng không? Ừ, nhưng mà ổng nói chuyện ghê lắm. Nói gì nữa? Ổng nói 12 giờ đêm đi đây nè. Tàu lao nha, tàu lao nha, tàu lao nha. Ổng cũng 12 giờ. Không có nha. Thiệt hả trời? Nghĩ sao vậy? Tao nói chuyện dưới đó vậy? Mày biết khùng hả? Vậy khùng cái gì? Khùng gì ba? Ông tin hỏi xe con nó có điều đi tao đi không? Bây giờ tao hỏi mày nè, mày trả lời thiệt lòng nha. Ờ. Hồi nãy mày cứ tầm lên đây chi? Ờ cái kệ mày. Chi vậy? Thì chi vậy? Cái á, hùng mày buông, mày buông ra. Chi nữa? Thì nãy chi nữa? Ơi, chi nữa? Tự nói chuyện nhá. Mày làm lại. Ơi, chi nữa? Nắm tay lại giành hùng mày nha. Chi nữa? Anh tao nói anh em nha. Ơi, không anh em. Mày nói đi chi nữa? Sáng. Dù gì cũng là anh em mà. Sáng. Mày buông ra tao đấm nó rồi. Ôi. 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 Chưa xíu đi chơi. Mày lấy cho anh rồi được. Không biết nói rước lại đây chơi trò chơi đó. Nghe mày nhậu quá, nó không có rước nó luôn. Không, nó có rước đi. Nó không rước luôn, nó mới vô hơi. Mà lỡ nó nói mẹ rồi. Mẹ. Dưới gì mày. Nãy mày kêu tao nói là chơi chơi luôn. Má mày ngu. Có gì nói sao đây? Mày nói chuyện có chuyện đi. Chở ở đây không ai mang dao gì hết. Chở tao về đi. Sao chở anh lại đây mà anh hẹn kệ tao 12 giờ đêm là sao? Cái gì nữa nãy thằng nói kệ. Ủa là hồi nãy mày chở anh Tàu lại đây hả? Ừ, sao mà tao yêu công chuyện. Chở lại đây kia tính đợi tụi tao ra quay lý trò chơi vậy. Rồi. Ủa mà cứ nói chuyện gì với thằng không biết nha. Anh kêu em đi nhà, đi về nhà lấy đồ đi theo ảnh á. Ôi, cái đó hơi ẩu rồi đó nha. Thế, anh kêu em lấy đồ hơi ẩu rồi đó. Đây, chuyện đi. Rồi đi, tao hiểu rồi nè, tao thấy vấn đề nè. Rồi anh Sang chở ra đây để quay lý trò chơi đúng không? Mà mày tốt chứ có gì đâu. Thì đó. Là nãy giờ hiểu lầm hết trơn rồi, chết mẹ rồi. Cái gì nữa? Hiểu lầm gì vậy anh? Nãy giờ hiểu lầm không nội. Mẹ là mày chạy muốn chết vậy. Trời, vậy lần tàu nó ra nó đợi anh em mình quay lý trò chơi nha mọi người. Thì trong cái lúc này, trong cái hiểu lầm. Cặp cái lá chiến chị. Rồi vũ khí nguy hiểm đó. Rồi chạy theo luôn rồi. Ok mọi người thì nói chung Kê. Đi bàn rồi. Má chơi gì ác quá. Bây giờ à, chơi gì anh thấy không đủ. Ừ. Chạy về bỏ nó đi, khỏi cho nó về đâu bộ gì luôn. Thôi là bộ gì luôn hả? Ừ. Về đi, mình đi về đi. Nó chạy tiêu rồi. Ok, vậy đi. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video này nha. Nếu thấy hay thì bấm like đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình nha mọi người. Thì bây giờ nói chung là tiêu gạo. Cho loại bộ là bà Tư đi mọi người. Xong rồi điện giúp Khánh giúp rước nha mọi người. Giờ anh em mình đi về luôn nha. Chào tạm mọi người nha. Bye bye. Nói chung là đây chỉ là màn tròn thôi nha mọi người. Mọi người đừng suy nghĩ, nói chung là suy nghĩ thoáng xíu mọi người. Đây là màn tròn thôi nha mọi người. Ok, đi.